Thưa quý vị, vùng xanh là từ khóa mới để chỉ vùng an toàn dịch bệnh, được nhắc đến nhiều trong đợt chống dịch lần thứ tư, nhất là tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, đang tranh thủ giờ vàng, ngày vàng, tuần vàng để đẩy lùi dịch bệnh. Đây là mô hình đang được nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng triển khai. Ghi nhận tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Đây là điểm chốt chặn do Ủy ban Nhân dân phường Hòa Xuân thành lập, đặt tại khu vực ngã rẽ đường Phạm Hùng và cầu Cẩm Lệ. Những người ra vào địa phận phường Hòa Xuân đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Cùng với đó, tất cả các đường ngang dân sinh từ khu dân cư thông qua đường Phạm Hùng đều được rào chắn. Dẫu bất tiện, nhưng ý thức được yêu cầu phòng chống dịch nên người dân không chỉ đồng lòng ủng hộ mà còn cảm thấy yên tâm hơn khi khu dân cư mình được tăng cường bảo vệ. Nói chung là rồi những cái đường tránh đi ra Phạm Hùng nó bất tiện thì có bất tiện, nhưng mà cũng giữ được cái dịch kha khi bằng phốt vì rằng từ cái dịch đó mà hãy thất được, vì đây còn hết là không kiểm soát được, người dân mình không kiểm soát được, đây ra cũng được, là tất nhiên cái vùng dịch họ cũng đi tới được, rồi mình không biết cái nơi đó mình cũng đi tiếp xúc người khác, kha khi rồi ngăn chặn thì cái việc mà dịch cũng như cái việc kiểm soát nó kỹ còn hơn. Trên tuyến đường Võ Chí Công giáp cầu Nguyễn Tri Phương, hai tuyến đường rẽ vào các khu dân cư đều được rào chắn kỹ. Tất cả người và phương tiện vào xa phường Hòa Xuân đều phải đi qua điểm chốt chặn này. Do lưu lượng người và xe qua lại khá đông nên quận Cẩm Lệ chỉ đạo lập hai chốt song song. Một bên do lực lượng quận đảm nhiệm và một bên do các lực lượng chức năng phường Hòa Xuân đảm nhiệm. Mặc dù là hai lực lượng, hai chốt thực hiện theo hai cái quyết định khác nhau, tuy nhiên thì hai bên là do hai đồng chí chốt trưởng sẽ tùy theo cái lưu lượng phương tiện. Khi mà cao điểm mà bên của chốt của quận mà đông thì chốt của phường sẽ hỗ trợ về nhân lực, và ngược lại khi chốt của phường đông thì chốt của quận sẽ hỗ trợ về nhân lực nhằm kiểm tra 100% số lượng phương tiện và người đi qua chốt. Riêng trong các khu vực dân cư, phường Hòa Xuân cũng đã thiết lập 25 chốt tự quản bảo vệ vùng xanh. Lực lượng tham gia bảo vệ tại các chốt là thành viên tổ COVID cộng đồng, gồm cán bộ, hội viên các hội đoàn thể, chi bộ khu phố, ban điều hành khu phố. Qua mấy hôm triển khai này thì chúng tôi thấy là được nhận được rất là nhiều cái sự đồng lòng ủng hộ của bà con trong khu dân cư. Tại vì trước đây người dân ra đường cũng còn rất là nhiều, mà chúng tôi đi tuyên truyền nhưng mà cũng không tác dụng bằng. Từ mấy hôm nay là có cái chốt thì ở các khu dân cư trên các mọi cái trục đường chính, cho nên là bà con là cũng hạn chế đi lại hẳn. Hiện nay trên phường Hòa Xuân thì không có ca F0 nào. Để bảo vệ thực hiện tốt cái vùng xanh thì phường đã chủ động trong việc phối hợp với quận tổ chức bãi điểm chốt chặn ở các tuyến đường chính vào phường, và cùng đó thì tổ chức 25 điểm chốt ở khu dân cư với các lực lượng tự quản ở khu dân cư để mà làm tốt việc ra vào của người dân. Hiện phường Hòa Xuân được xác định là địa phương an toàn không có dịch, phường đang nỗ lực để giữ vững thành quả chống dịch, bảo vệ cho được vùng xanh an toàn.